Cho phép Phạm Tô Minh và Khánh Hiền xin được gửi lời chào trân trọng đến sự có mặt của quý vị lãnh đạo, quý đại diện các doanh nghiệp đang có mặt tại chương trình công bố thương hiệu xuất sắc Best Brand cùng với doanh nhân sáng tạo đổi mới ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Nhớ ơn mẹ
qua phần thể hiện của ca nhạc sĩ Bích Liễu. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức chương trình cảm ơn ca nhạc sĩ Bích Liễu cùng với sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và không phải là ngẫu nhiên mà ngày hôm nay chúng tôi lại mời ca nhạc sĩ Bích Liễu chúng ta gửi đến ca khúc này. Bởi vì ngày hôm nay là ngày 19 và ngày mai là 20 tháng 10 rồi. Một ngày hết sức ý nghĩa mà tất cả chúng ta vẫn muốn gửi tặng đến những người bà, người mẹ, những người em, người chị của mình, phải không ạ? Và cũng nhân đây thì để chúc cho chương trình của chúng ta cũng như là chúc cho chị em một ngày thật là tuyệt vời và sẽ tiếp tục phát triển trên con đường kinh doanh của mình, đặc biệt là những doanh nhân có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta một lần nữa thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để dành riêng cho những người đẹp, những phụ nữ của chúng ta, thưa quý vị.